Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ làm video để báo giá MVS trong thời điểm tháng 8 năm 2022 này. Thì tháng 8 trên là tháng 7 âm lịch ở dưới đúng không? Nhiều người quan niệm tháng này tháng cô hồn và nhiều người nói không mua tháng này. Nhưng mà mình vẫn báo chương trình của tháng này và cũng báo giá xe của tháng này. Các bạn lưu ý là giá xe mình báo trong video này là giá xe của giai đoạn tháng 8. Qua tháng 9, hết tháng cô hồn mà nó có lên hay không thì chúng ta cùng cập nhật sau nha. Nhưng mà hôm nay mình báo là báo trong giai đoạn tháng 8 này thôi. Bạn nào mua kịp thì mua, thích mua nhiều khuyến mãi, giá thành nó nhẹ hơn chút gì đó thì cứ mua. Các bạn đang xem đây là màu xám mâm đỏ, thì giá thành của chiếc này là 55 triệu đồng. Giá mình báo thì lúc nào cũng VAT rồi hết ha. Cái mặt đồng hồ của xe này mặt đồng hồ điện tử nè, đẹp ha. Lát nữa mình sẽ cuối video này mình sẽ review đầy đủ các tính năng của nó một cách nhanh gọn nhất để cho các bạn có thể nắm được một cách cơ bản mà nhanh nhất ha. Ở đây thì quay sang làm sao cho mấy bạn xem trước. Thì chiếc này ga cà vẹt của chúng ta sẽ ghi là màu xám đen, mặc dù nó có tem đỏ với là cặp mâm màu đỏ đấy, giống như là chiếc Exciter 155 bây giờ đó. Nhiều bạn nghĩ chiếc xe này cao. Đúng, cái yên sau nó cao, nhưng mà yên trước nó thấp lắm mọi người. Các bạn nam khoảng 1m6 là các bạn ngồi tới rồi. Ví dụ như anh này là khoảng 1m62, 1m63 nè. Anh chạy là rất là dễ luôn. Rồi, đây là màu bạc. Bạc nhém thì chúng ta sẽ có giá là 54 triệu đồng. Giá cũng đã VAT rồi. Chiếc này ga cà vẹt là hình như là bạc đen vàng hay bạc vàng đen gì đấy. Cái mâm của nó sẽ là màu vàng đồng. Tem của xe sẽ là màu vàng đồng ha. Đối với bản thân mình thì đây là một trong những màu sắc mình sẽ đáng lưu ý nếu mà mình mua dòng xe này. Bởi vì màu này nhìn ở ngoài nó đẹp lắm, nó rất là sang trọng. Ngay cả cái màu tem hoặc là màu mâm của nó cũng rất là nhu. Ở chiếc này nó hợp với người mệnh kim nha. Màu bạc trắng rồi lại thêm cặp mâm màu vàng, tem màu vàng nó hợp với người mệnh kim ha. Hiện tại thì MVS nó có 5 màu ha. 5 màu hay 6 màu quên tiêu, hình như 5 màu á. Rồi bây giờ mình cũng chuyển sang màu sắc thứ ba, đó là màu xám ánh xanh đen bạc. Các bạn nào mà có tìm hiểu dòng 155 Exciter thì sẽ biết màu sắc này rất là quen thuộc rồi đúng không? Trên nền màu xám ánh xanh sẽ cặp mâm màu vàng chanh kết hợp với bộ tem tông xe tông cùng màu. Thì chiếc xe này sẽ có giá là 55 triệu đồng, giá cũng đã VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số ha. Trước bạ biển số thì hộ khẩu chúng ta ở đâu sẽ có mức phí trước bạ biển số riêng. Ví dụ như khách hàng này ở An Giang xuống nè, anh này ở An Giang xuống ủng hộ, thì các bạn mua xe cứ về An Giang bấm biển số bình thường. Ví dụ ở huyện á, mua tiền mặt ha, mua trả góp hình thức khác. Ví dụ ở huyện thì tầm khoảng 1,2 triệu, còn ở thành phố thì 3 triệu ngoài. Còn thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội rồi đó thì nó sẽ cao hơn nữa do phí biển số nó tính riêng ở khu vực đó. Ở thị xã sẽ có mức phí riêng nữa, bởi vì bạn phải cung cấp chính xác địa chỉ hộ khẩu mình mới báo được ha. Đây là màu đen vàng đồng, thì màu đen nhám này sẽ có giá là 54 triệu đồng luôn. Đây là một trong những màu sắc quyền bí, là lúc có cửa hàng thì không ai thèm dòm nữa. Mà lúc nó bay khỏi cửa hàng một cái là bắt đầu vô là em kiếm màu đen nhám, em kiếm màu đen vàng, em kiếm màu đen đồng gì đó. Mà lúc ở cửa hàng là không ai thèm ngó nha mọi người, nó quyền bí chỗ đó. Nó vừa bán mất tiêu cái là bắt đầu khách hàng đi tìm à, lạ vậy đó. Ở trong showroom mình nó hơi chật tí xíu, các bạn coi đỡ đi ha. Coi đỡ màu đen này đi. Còn muốn coi thực tế thì ghé cửa hàng đi. Ở đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thông tin liên hệ mình sẽ để ở phần mô tả nha. Rồi. Màu mình sẽ quay nhiều hôm nay đó là màu trắng xanh này. Thì hay còn có tên gọi khác mà quan thường hay gọi đó là trắng ngọc trai. Thì màu trắng này đã xuất cái gì mà tùm lum hết trơn là lộc. Nó dính màu này nó đã từng xuất hiện trên dòng Grande, Genus, Latte, thì Exciter cũng có nữa, bây giờ MVS cũng có luôn. Màu sắc thường xuất hiện trên dòng xe nữ mà bây giờ xuất hiện trên những dòng côn tay hoặc là tay ga thể thao. Và kết hợp với màu xanh nhám gì đây, nhìn nó rất là thời trang mà nó cũng không kém cái phần nam tính. Tại vì cái điệu thiết kế này là chỉ có nam chạy thôi. Nữ thì lâu lâu vẫn bán chiếc xe này cho nữ. Thì các chị gái mà cá tính á, kêu mua Grande không có mua đâu nha. Kêu mua Genus không mua đâu. MVS nó chịu đó. ABS, bây giờ tính năng ha. Tính năng đầu tiên ABS, hệ thống chống bó cứng phanh. Chúng ta sẽ an toàn hơn khi di chuyển trên đường. Rồi, đèn ở đèn led trắng sẽ có hai cái dãy đề mi luôn sáng, cũng là đèn led trắng luôn ha. Kiểu dáng thì rất là thể thao, mới mẻ so với đời V1. Thứ ba là xe này sử dụng động cơ Blue Core, giúp xe vận hành là êm ái, mượt mà. Mà cũng góp phần tiết kiệm xăng nữa. Các bạn nào nói động cơ xe tay ga 150 là nó gào, nó hú, không có nha. Đối với MVS mặc dù 155 luôn, nhưng máy rất là êm, máy rất là bốc, máy rất là đầm. Bạn nào chưa trải nghiệm dòng xe này của Yamaha thì mấy bạn sẽ tự nhiên cái nghi ngờ đó đánh đồng những chiếc dòng xe khác. Tính năng thứ tư về cụm công tắc là sẽ có chế độ tự động ngắt và vẫn còn giữ được cái công tắc đèn, chúng ta vẫn tắt được đèn ha.
Thứ năm là mặt đồng hồ xe là mặt đồng hồ điện tử kết hợp với cái nút menu được dời ra phía trước, dễ dàng bấm điều khiển hơn là so với đời trước về một của nó. Thứ sáu là khóa thông minh Smart Key. Thứ bảy là tính năng Wi-Fi Connect kết nối với smartphone. Thứ tám là chúng ta sẽ có một cái hộp chứa đầu nhỏ ở đây và kèm với một cái cổng sạc điện thoại trong này. Các bạn có thể mua một cái tổng chuyển đổi riêng nữa ha. Bảy tính năng nội trợ đúng không? Thứ tám là bình xăng nằm phía trước. Đó, chúng ta đổ xăng, mua chiếc xe 50 mấy triệu mà đổ xăng phải lết cái đít xuống khỏi xe, gì đâu vậy, gắt gối lu bu vậy. Giờ đổ xăng là không cần phải xuống xe, với cái tầm giá này là đổ xăng cứ ngồi ưỡn ưỡn trên chiếc xe cho mình. Ơi, thứ chín là chúng ta sẽ có một cái cốp rất là rộng, bởi vì cái bình xăng nằm phía trước rồi, cốp này đâu có chứa xăng nữa, cốp rất là rộng luôn, các bạn có thể để vừa một cái ba lô lớn khi chúng ta đi phượt chẳng hạn. Chính tính năng ưu việt của xe. 10 là phục dầu. Cái này nó cũng là ưu điểm vừa là khuyết điểm nên lát mình sẽ nói sau ha. Đó, 10 tính năng nổi trội trên dòng xe này. Và trên đời này không có gì là hoàn hảo đúng không? Với những cái ưu điểm nổi trội như vậy thì bên cạnh đó xe này cũng có khuyết điểm. Ví dụ như là cái phanh sau là phanh đùm nè, chưa có phanh đĩa nè. Một trong những hạn chế của dòng xe này nữa đó là cái xác nó to, nó hơi cồng kềnh đúng không? Đối với những bạn cao lớn thì đây là một sự lựa chọn rất là đáng lưu ý. Nhưng đối với những bạn nhỏ con tí xíu thì các bạn sẽ rất là phân vân. Các bạn có thể thích chiếc xe này dữ lắm nhưng mà vẫn phân vân, bởi vì cái xác của nó và vì cái cân nặng của nó. Xe này nặng 125kg. Một trong những khuyết điểm nữa đó là cái phuộc xe phuộc trước nó còn hơi nhỏ và phuộc sau cái thiết kế của nó hơi thô tí xíu ha. Thiết kế cho nó nghiêng nghiêng tí xíu nó sẽ đẹp hơn. Một cái nữa đó là cái yên sau nó nhổng cao quá. Cái yên sau nó cao làm cho những người mua dòng xe trong gia đình cũng phải phân vân nữa. Bởi vì ví dụ như các bạn nữ hoặc là những người lớn tuổi rất là khó leo lên ngồi phía sau, đúng không? Chúng ta phải nhìn nhận những cái điểm ưu điểm của nó và những cái khuyết điểm đi kèm, thì chúng ta bỏ ra số tiền nó có đáng để đánh đổi hay không. Mức tiêu hao nhiên liệu này thì không có gì để nói với dòng trăm 55 như thế. Trắng ngọc trai này quên báo giá, trắng ngọc trai này sẽ có giá là 55 triệu đồng. Thì các bạn cứ suy nghĩ giá trong tầm giá này và nhận lại được rất là nhiều ưu điểm, và các bạn có bỏ số tiền để đánh đổi bỏ qua những cái khuyết điểm của dòng xe này không? Đó là lựa chọn của các bạn đấy. Bên mình sẽ có chương trình hỗ trợ trả góp, các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục thì chuẩn bị là chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái hoặc là căn cước công dân có chip. Từ 18 tuổi trở lên ha. Rồi màu cuối cùng đó là màu Monster. Monster sẽ có giá là 55 triệu 500 nghìn đồng. Giá thành nó cao hơn một chút bởi vì nó là phiên bản giới hạn. Phiên bản giới hạn khác gì với những phiên bản còn lại, khác cái màu gì, cái tem khác gì nữa chứ. Bởi vì nó trên lệch ít đó. Chứ nó mà trên lệch nó khác nhau về tính năng, chứ là nó lệch nhau cũng 1, 2, 3, 4 triệu ấy, chứ nó không lệch có mấy trăm ngàn đâu. Tem mà tem gì, tem của đội đua hả? Đội đua trên thế giới. Rồi tới đây được rồi ha. Xin chào mọi người. Các bạn xem thông tin liên hệ ở phần mô tả nha.